camera, mic sound, chuyên quay phim, đám cưới, văn nghệ, mừng nhà mới. Mọi chi tiết xin liên hệ 033 9146 950. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
đoàn viên hài họ trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, giờ đây tôi thay một chú rể đang chạy trong tay, và đặc biệt nữa cùng một bé thiên thần hạnh phúc của đôi bạn trẻ đã trở về với sân khấu trong sự hạnh phúc ngọt ngào nhất của ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ bước lên sân khấu để cùng ra mắt ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đại diện gia đình hoặc nhà trai cũng như gia đình hoặc nhà gái của chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Chủ nhân của bữa tiệc của chúng ta đã xuất hiện trên sân khấu, và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta. Tất cả quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho hai gia đình và cô dâu và chú rể ạ. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, và có thể nói rằng lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình cùng với đại gia đình xin gửi tới toàn thể quý vị, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thân hữu gần xa lời chúc chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, có thể nói rằng yêu và được yêu là món quà vô giá mà đã tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Từ tình yêu đó, đôi bạn trẻ càng xích lại gần nhau hơn, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai tâm hồn hòa quyện với nhau không thể tách rời, thì đó là điểm đến của hôn nhân. Trong ngày trọng đại là lễ vô quy của đôi bạn trẻ, là cha là mẹ, đã đấng sinh thành ra cô dâu và chú rể đã có mặt tại sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện bên gia đình và nhà gái gồm có bố mẹ của cô dâu, đại diện Lầu Á Rùa và âm và bà mẹ Bùi Thị Yến sẽ tiến lên hai bước để chào toàn thể quan viên hai họ. Một tràng vỗ tay để chúc mừng cho đại diện gia đình và nhà gái của chúng ta ngày hôm nay. Và tiếp theo, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện bên phía đoàn gia đình và nhà trai, đó chính là song thân phụ mẫu sinh ra cô dâu và chú rể của chúng ta, đó chính là ông Hoàng Văn Tế và Lò Thị Trương. Xin mời ông bà tiến lên hai bước để chào toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay để chúc mừng cho đại diện gia đình và nhà trai chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị, trong giây phút tuyệt vời hạnh phúc thình lình, và ước gì anh lấy được nàng, để anh đâm gạch bắt chàng về xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và ngay sau đây, chủ nhân của bữa tiệc, đôi bạn trẻ Thu Hương và Hoàng Bảo sẽ tiến lên hai bước để chào toàn thể quan viên hai họ. Và đồng thời, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ vô quy của đôi bạn trẻ cô dâu Thu Hương và chú rể Hoàng Bảo chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, trong giây phút hạnh phúc của gia đình, và đặc biệt ngày hôm nay, đôi bạn trẻ đã đón thêm một thiên thần thật hạnh phúc. Và đặc biệt nữa, xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm được hạnh phúc. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến lên hai bước để trao nhấn hạnh phúc cho nhau. Trân trọng kính mời. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta tiến lên hai bước. Kính thưa toàn thể quý vị, và hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay thật đẹp, thật tuyệt vời. Cũng như những chiếc vòng nhẫn cưới mà đôi bạn trẻ dành cho nhau qua thời gian công tác, sinh sống và hạnh tập. Và đặc biệt nữa, hai em đã quen nhau một giây phút tuyệt vời thiêng liêng. Và xin mời chú rể của chúng ta sẽ trao chiếc nhẫn hạnh phúc dành cho người vợ thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, vâng, chiếc nhẫn cưới hạnh phúc của đôi bạn trẻ, niềm hạnh phúc của ngày hôm nay. Chiếc nhẫn không có điểm đầu và không có điểm cuối, tượng trưng cho sự gắn kết vẹn tròn hạnh phúc tương lai mà cô dâu và chú rể đã dành cho nhau thật trọn vẹn hôm nay. Và xin mời cô dâu hãy trao nhẫn chiếc nhẫn hạnh phúc của mình dành tặng cho người chồng thân yêu. Và để quý vị chứng kiến giây phút tuyệt vời, một tràng vỗ tay để chúc mừng cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn đôi bạn trẻ rất nhiều. Và xin mời đôi bạn trẻ hãy tiến về chai rượu xăm xăm của mình ạ. Hãy cùng tay trong tay rót lên chai rượu hạnh phúc thác ly ngày hôm nay. Chúc tình yêu thật đẹp, thật gắn kết. Và đúng là kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu thật sự hạnh phúc
yêu nhau mấy núi cũng leo, vạn sông cũng lẹo, vạn đồi cũng cao, và yêu nhau chẳng ngại đường xa, gần thì ta đi bộ, còn xa thì ta đi tàu, thật sự trọn vẹn hạnh phúc bên nhau. Xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tay chân tay rót đầy dư hiệu hạnh phúc cho năm. Kính thưa toàn thể quý vị, theo quan niệm của người phương Tây, rượu sâm panh là sự ngọt ngào, men say ái tình mà đôi vợ trẻ đã dành cho nhau trong thời gian tìm hiểu, và đặc biệt ngày hôm nay đã được minh chứng thật đẹp, được tuyệt vời hạnh phúc bên nhau. Xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm được hạnh phúc, và xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tay trong tay chai rượu thứ hai sâm panh của mình. Toàn thể quý vị, tình yêu của ngày hôm nay là sự trọn vẹn, và đặc biệt nữa sự có mặt đông đủ của tất cả quý vị cũng như cơ quan đoàn thể, và đặc biệt nữa bạn bè thân hữu gần xa, tất cả các ông các bà đã có chút thời gian và ngọc trở về chung vui, chung niềm hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin được thay mặt cho gia đình cảm ơn những tấm lòng hạnh phúc, và chúc cho toàn thể quý vị có một bữa trưa thật ngon miệng, hạnh phúc cùng với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều. Thưa toàn thể quý vị, trong ngày hạnh phúc trọng đại của hai con là cha là mẹ của hai bên gia đình đã chuẩn bị những món quà hạnh phúc ý nghĩa để dành tặng cho hai con, và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu ngày hôm nay có món quà tặng cho con rể. Xin được trân trọng kính mời gia đình bố mẹ. Là ngày trọng đại của hai con là cha là mẹ, là niềm hạnh phúc đông đầy mà ngày hôm nay hai con đã xây đắp lên một tình yêu thật đẹp, và đặc biệt nữa bố mẹ xin được chúc cho hai con trăm năm được hạnh phúc. Xin cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn ba mẹ rất nhiều và những tấm lòng hạnh phúc dành cho hai con. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện bên gia đình nhà trai, đó chính là bố mẹ của chú rể chúng ta, cũng ngày trọng đại của hai con. Xin bố mẹ sẽ dành tặng cho hai con những món quà hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bố mẹ, chú rể. Toàn thể quý vị thân mến, vâng, dù ai đi muốn phương trời, hoài đâu lịch sự như người quê ta. Xin cảm ơn quý khách gần xa đã trở về với niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, một tình cảm tuyệt vời thiêng liêng để chúc mừng cho gia đình. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt nữa, trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng những chứng kiến những giây phút tuyệt vời hạnh phúc của gia đình, đón thêm một thành viên mới, đón thêm một cô dâu hiền và một chú rể thật đẹp trai và công bộ. Và đặc biệt ngày hôm nay, hai bên gia đình đã chọn được ngày lành tháng tết thật tuyệt vời hạnh phúc cùng với hai con. Trân trọng và kính mời tất cả quý vị sẽ cùng nâng ly để mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và đặc biệt nữa ban tổ chúc phúc xin trân trọng kính mời.
nay với tụi mình là vợ chồng nhá. Thế là hôm nay là đấy đó là vợ chồng mà mình đang có cuộc cháu đấy rồi. Yeah.
hai long à? Hai chục tầng đấy mà người ta làm bắt được mua lâu một cái căn hơn nhiều thứ cái căn sao phải tính cái nồi long mơ vừa lâu lịch sử một cái nồi lâu 300 nghìn chú lâu cái của một bộ cốc nó khó tổng chưa nhà dơ 200 nghìn ba lâu lúa 300 nghìn bác nguồn lúa vàng 300 nghìn ông mơ vừa xuống lầu 200 nghìn chú lầu chú xí 200 nghìn Oh,
thế muốn có hải chén nhé. Bây giờ cũng mua hải chén rồi. Tao mà mua thì sẽ muốn hải lắm mà mua chỉ hải muốn mua xong rồi. Vừa nó tên mỗi yêu 1 triệu đó, mua chỉ thiếu không có khác mua thì hai cũng có đầu cũng đâu thể đấy. Đó là giờ nó tên đúng rồi. Mà lúc nào quý chỉ mấy chứ nhé, phải cái bố có chờ 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 là khổ 9 triệu. Với trong một chỗ lên đáng. Rồi dưới rồi đấy lúc tủ cho nó không chờ. Bây giờ chẳng như bảo con tàu này lắm mà cũng chỉ là mốt với giả đấy cũng mốt nhiều đấy. Còn 9 triệu cũng đủ. Thế xin mời bây giờ 9 triệu cũng nào mà bây giờ chị chịu không 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 chịu không